tôi muốn hỏi các bạn một câu rất ư chi là thật lòng nhá. Nếu như tối hôm đó chỉ có bạn và người yêu ở nhà và người yêu nói rằng tối nay em có thể ngủ ở nhà anh có được không, thì lúc đó các bạn sẽ trả lời như thế nào để cho nó ngầu? Ví dụ là với một người mà đàn ông thực thụ ấy, đã chín chắn về suy nghĩ rồi tư duy đạo đức rồi là phẩm giá danh dự các thứ các kiểu ấy, thì chắc chắn rồi, đồng ý ngay luôn còn kịp chứ còn gì nữa. Chả nhẽ giữa cái trời mưa to gió lớn này lại bắt người yêu ra về. Và Hải thì cũng không ngoại lệ rồi, Hải thương của gió thảo thế cơ mà. Nhưng trong cái khó thì lại ló ra rất nhiều những cái khó hơn. Nhà Hải thì chỉ có 2 phòng ngủ, mẹ của Hải thì đã đi công tác vậy nên khóa trái cửa phòng từ lâu. Phòng của Hải thì duy nhất chỉ có mỗi cái giường ấy. Hải cứ do dự rồi ấp úng hồi lâu. Thế là cô giáo Thảo cũng buông lời thất vọng một chút: nếu như mà anh cảm thấy ngại thì em đi về cũng được, mưa một chút chắc cũng không việc gì đâu. Đang tính quay người ra về thì Hải kéo tay cô giáo Thảo lại: ơ kìa, không phải đâu, không phải là anh không muốn em ở đây, mà là vì phòng của mẹ anh thì khóa trái cửa rồi, phòng của anh thì chỉ có mỗi một cái giường thôi. Bây giờ mà đến đây thì dường như là cô giáo Thảo nảy số ra gì đấy, cái tay che miệng Hải lại. Tôi bắt đầu nạt yêu Hải: này nhá, anh đừng có suy nghĩ lung tung đấy nhá, anh lấy cho em một bộ chăn chiếu gối mới đi, rồi em sẽ nằm ở dưới sàn ngay bàn học, còn anh thì vẫn ngủ ở trên giường của anh. Thật sự chứ, nếu mà có người yêu thì ai nỡ làm thế đâu. Vậy là Hải đành ngậm ngùi nhường cho cô giáo Thảo nằm trên giường, còn mình thì nằm ở dưới đất. Cả hai tắt đèn cùng đi ngủ được một lúc rồi, nhưng mà Hải hồi hộp mãi chẳng ngủ được, tưởng rằng là cô giáo Thảo đã ngủ rồi cơ, nhưng mà không, hoàn toàn không. Cô giáo Thảo cũng hồi hộp không kém gì Hải. Nghe thấy tiếng thở dài biết rằng cô giáo Thảo vẫn chưa ngủ, Hải gọi với lên hỏi: em vẫn chưa đi ngủ à, hay là lạ giường? Lúc này thì cô giáo Thảo cũng bẽn lẽn trả lời: em thì cũng không rõ nữa, em cứ thấy bên trong mình làm sao ấy, chăn chọc mãi mà chẳng ngủ được. Anh nằm dưới đấy chắc cũng lạnh lắm đúng không, hay là anh lên trên này nằm cùng với em đi cho ấm. Ôi rồi ôi, điều đấy xảy ra thật sự các ông ạ. Cô giáo Thảo sau khi mà nằm một mình lạnh quá thì mới gọi Hải 37 cm, à lộn, 37 độ lên nằm cùng. Thoạt đầu nghe thì Hải cũng hơi ngượng ngùng một chút, nhưng cơ mà cô giáo nói thì mình cũng cố gắng mà nghe thôi. Lên nằm chung phải khoảng 10 phút gì đấy, hai người không nói gì, phần thì vì ngại, phần thì cũng không biết là mình nên nói gì bây giờ. Sau đó thì Hải cũng mạnh dạn ôm chầm lấy cô giáo Thảo. Câu chuyện thì cũng ngày càng đi xa, cái chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, à tôi cũng nghĩ là đến đấy thôi chứ mà vào sâu vào xa quá thì nó cũng dở. Các bạn uống fizzy vào rồi tự tưởng tượng nhá, tôi thì kể đến đấy thôi. Sau cái đêm hôm đấy thì tình cảm của hai người ngày càng khăng khít hơn. Hai người thì vẫn giấu cái chuyện mà họ yêu nhau, nhưng mà cô giáo Thảo thì chủ động trong chuyện tình cảm hơn đối với Hải. Chuyện tình cảm càng diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp thì tình chị em giữa cô giáo Thảo và bé Cún ngày càng very bad. Mà vấn đề cái Cún nó cay cú thì cũng đúng thôi. Cờ rút Hải bao nhiêu lâu rồi, bỗng dưng bà chị gái ở đâu xuất hiện thì quăng mỗi mảnh ren con à quên, mảnh lưới con là cũng hấp hồn luôn được cả Hải. Cơ mà người biết cặp đôi này yêu nhau cay cú thì cũng không phải chỉ riêng mỗi bé Cún. Một người mà tôi sẽ kể tên tiếp tới đây sẽ khiến các bạn cực kỳ sốc, tất ư chi là ít xuất hiện ở trong series này. Ấy thế cơ mà cái chuyện tình của cô giáo Thảo và Hải chớm nở khi nào, bắt đầu yêu nhau ra sao thì người này gần như là không bỏ sót một chi tiết nào, lại còn bỏ thời gian đi điều tra nữa chứ. So với cái Cún em gái của cô giáo Thảo thì người này còn cờ rớt Hải từ rất là lâu rồi, rất là lâu. Cơ mà yêu thì toàn để trong lòng không hề nói ra, và luôn luôn quan sát theo dõi Hải từ phía xa. Khi tình yêu của người này đủ lớn rồi định nói với Hải thì cô giáo Thảo xuất hiện. Điều này thì làm cô ta tổn thương đi rất là nhiều. Một tình yêu lớn và cực kỳ mù quáng đã xuất hiện, và vì muốn giành giật Hải từ tay cô giáo Thảo, vậy nên người này đã lập ra một kế hoạch dài hạn và hy vọng rằng có thể sớm đưa Hải về bên mình. Các bạn có đoán được là người con gái này là ai không? Về cơ bản thì ai cũng đoán người bí ẩn đấy là Thủy có đúng không? Nếu bạn nào có lỡ đoán là Thủy thì xin chúc mừng, các bạn đã sai bét tè lè nhè rồi. Bởi vì là thoạt đầu thì tôi cũng đoán sai y như các bạn luôn. Bên này thì có liên quan đến Thủy nhưng không phải là Thủy. Vậy thì đó là ai nhở? Đã xuất hiện trong series hay chưa? Thì xin phép mọi người để tôi đưa Ngân ra ánh sáng. Điểm qua một chút về cái profile của Ngân. Cô bé này thì cũng bằng tuổi của Hải, hiện tại thì cũng đang học cùng lớp với Hải luôn. Ngân thì là con một của một gia đình cũng khá giả. Mẹ của Ngân thì là em gái của mẹ Thủy. Vậy nên Thủy và Ngân là hai chị em họ. Ngày xưa vì công việc kinh doanh bận bịu nên mẹ Ngân hay gửi Ngân lên nhà Thủy chơi. Và thời gian đó thì Quân, Thủy, Ngân, Hải đều chơi rất với nhau, thậm chí là mấy người còn đi học với nhau hết 5 năm cấp 1. Sang đến năm cấp 2 thì điều kiện nhà Ngân khá giả hơn, vậy nên là Ngân chuyển nhà. Khi có dịp thì Ngân vẫn hay xuống nhà Thủy để chơi. Năm lên lớp 8 thì gần như là tuổi dậy thì của cả nam và nữ, đó thì tâm sinh lý đã thay đổi rất là nhiều. Và cùng cái thời điểm đó thì Ngân biết rằng mình đã thích Hải rất là nhiều rồi, nhưng mà ai lại để cọc đi tìm châu bao giờ, nên là Ngân cũng ngại giữ trong lòng chẳng dám nói ra, vẫn luôn ân cần và dọn theo Hải. Nhưng với ông Hải tổ nhà ta thì có biết cái gì đâu, Ngân cứ là bình thường như cân đường hộp sữa mà chẳng thèm mảy may để ý gì đến Ngân luôn. Ngân yêu đơn phương nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Nhưng cho đến khi Ngân phát hiện ra là Hải đã thích cô giáo Thảo, điều đó như một tiếng sét đánh ngang tai vậy. Ngân thì chắc chắn là không muốn chấp nhận sự thật này. Cô luôn tự soi mình ở trước gương và nghĩ rằng mình cũng xinh đẹp chẳng kém cạnh gì cô giáo Thảo cả. Sao Hải lại chẳng để ý đến mình mà chỉ để ý tới cô giáo Thảo? Điều đó thật sự chẳng hề công bằng. Và từ đó thì những cái suy nghĩ tiêu cực dần lớn lên ở bên trong Ngân, khiến cô gái trong trẻo ngày nào thành một người hoàn toàn khác. Và Ngân đã quyết định rằng sẽ phải đưa Hải về bên mình, và phải bằng mọi giá.